Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày 18 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, gia đình cô Lượng Phạm ở Mỹ tài trợ hơn 40 mét vuông diện tích Trần La Phong cho ban truyền thông nơi Thành Võ đang làm việc. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vừa nhận được nhiều hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Trong đó, gia đình cô Lượng Phạm ở Mỹ tài trợ 40 mét vuông diện tích Trần La Phong cho ban truyền thông nơi Thành Võ đang làm việc và thầy Nguyễn Thanh Quý. Đây là một món quà vô cùng ý nghĩa giúp cho phòng khám thêm khang trang và tiện nghi hơn, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân được điều trị. Gia đình anh Nghĩa ở Bến Tre tài trợ 2 thùng lo. Ngoài ra, gia đình anh Nghĩa ở Bến Tre cũng đã tài trợ 2 thùng lo cho phòng khám. Với món quà này giúp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới và nơi cấp phát gạo, thảo mộc, nước cho bệnh nhân, trao đổi công việc chuyên môn với bệnh nhân, đồng thời phổ biến tư vấn cho bệnh nhân mới và có thể nghe nhạc trong lúc chờ đợi khám bệnh, giúp họ giảm bớt căng thẳng và lo âu. Một nhà hảo tâm đã hỗ trợ thẻ đeo cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, một nhà hảo tâm khác cũng đã hỗ trợ thẻ đeo cho bệnh nhân. Thẻ đeo này giúp bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tốt hơn, đồng thời giúp họ dễ dàng nhận diện nhau và chia sẻ những câu chuyện kinh nghiệm của bản thân. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là địa chỉ tin cậy cho các bệnh nhân ung thư. Phòng khám chữa ung thư miễn phí được thành lập với mục đích giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một địa chỉ tin cậy cho các bệnh nhân ung thư với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Phòng khám sẽ ngày càng hoàn thiện và phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí rất mong nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để có thể tiếp tục duy trì hoạt động và giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Mọi sự đóng góp của quý vị sẽ được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch nhất. Cách hỗ trợ: quý vị có thể hỗ trợ phòng khám bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của phòng khám, liên hệ qua số điện thoại 0345 99 2021 gặp thầy Thanh, ủng hộ bằng hiện vật, tham gia các hoạt động tình nguyện. Mọi sự hỗ trợ của quý vị đều rất sẽ quý giá và sẽ góp phần giúp đỡ những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay, niềm vui mừng lan tỏa ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh khi công trình lát đan bãi xe phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí chính thức khởi công. Đây là công trình được tài trợ toàn bộ bởi gia đình nhà hảo tâm Võ Hoàng Lâm, một người Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ. Ông Võ Hoàng Lâm đã đóng góp 76 mét vuông bê tông để xây dựng sân trước bãi xe cho phòng khám. Việc làm ý nghĩa này giúp cho phòng khám chữa bệnh và người dân địa phương trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Sự đóng góp thiết thực của cộng đồng, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một phòng khám từ thiện do Cha Tường, một linh mục công giáo sáng lập. Phòng khám cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Công trình xây dựng sân trước và bãi để xe với sự tham gia của đông đảo người dân và bệnh nhân. Các thầy tại phòng khám đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình ông Võ Hoàng Lâm vì đã tài trợ cho công trình này. Sự đóng góp của gia đình ông Lâm là một món quà vô cùng quý giá cho bệnh nhân nơi đây. Sân trước và bãi để xe sẽ giúp cho việc hỗ trợ khám chữa bệnh của người dân trở nên thuận tiện và dễ dàng. Niềm vui của người dân, nhiều bệnh nhân cho biết rất vui mừng khi biết công trình được khởi công. Trước đây, khi đến hỗ trợ khám bệnh tại phòng khám, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do không có chỗ để xe. Bây giờ, nhờ có sự đóng góp của ông Lâm,
chúng tôi sẽ có chỗ để xe an toàn và thuận lợi. Nhiều bệnh nhân chia sẻ sự lan tỏa của lòng nhân ái. Công trình lát đan bãi xe phòng khám chất tự yêu thương cho không và các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một minh chứng Đọc một cho lần sức đúng mạnh của lòng nhân ái. Nhờ sự đóng góp của gia đình nhà hảo tâm Võ Hoàng Lâm, người dân địa phương và bệnh nhân sẽ có cơ hội được khám chữa bệnh tốt hơn. Câu chuyện về ông Võ Hoàng Lâm là một lời kêu gọi cho tất cả chúng ta chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Lòng nhân ái là điều cần thiết để xây dựng một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn. dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa chúa, dạ kính đảnh lễ cha, dạ kính thưa quý thầy trong phòng khám, dạ thưa thầy quay ở đây, dạ tất cả các mạnh thường quân, dạ các bệnh nhân và các người nuôi ở đây coi như là mình đầu tiên là cái ca này là ca ung thư vú, đi tới bác sĩ thì bác sĩ biểu mổ xẻ nhưng mà mình không có cắt xẻ mổ, rồi tới đây tới nhờ quý thầy ở phòng khám của cha đây là trị cho mình, hỗ trị cho mình là hôm nay là rất là khỏe, đi xét nghiệm, đi ra bệnh viện lớn ở bên ngoài xét nghiệm thì bác sĩ ở bệnh viện cũng kết luận là nói là thôi con chúc mừng cô, cô quá ok rồi, thôi cô đem hồ sơ này về cho thầy, thầy nào mà chỉ cho cô thì cho thầy nó giải thích cho rõ ràng, tại vì con ở đây con nói tổng quát nó là cô ổn định nhưng mà đem về cho thầy đi rồi thầy mới giải thích cặn kẽ, con ở đây là bác sĩ ở đây là coi như là bệnh nhân đông quá không có thể giải thích cặn kẽ được, rồi thành thử con mang hồ sơ này về cho thầy Thanh ở đây là thầy có cái trách nhiệm để mà lo cho bệnh nhân, rồi thầy giải thích ra theo như cái hồ sơ mà của bệnh viện đem đưa về thì thầy Thanh nói là cái máu ung thư là ok rồi, là khỏe nhiều. Với hơn nữa quan trọng cái nói chung cái nào cũng quan trọng hết mà quan trọng cái có cái khối u đợt trước đi xét nghiệm lần trước thì nó là 60 x 60 mm nhưng mà bây giờ anh thì nó đạt lại là nó thấp xuống là còn 44 x 45, đó là cái kết quả là điều trị ở đây là 4 tháng, hơn 4 tháng là đã kết quả rất cao. Nhưng mà xin thưa với quý bệnh nhân, ai có coi được cái clip này thì cũng gắng cố gắng đi ôm chặt pháp đồ của cha. Cha đã hướng dẫn cho quý thầy, đã dạy cho quý thầy là quý thầy này rất là giỏi, rất là tuyệt vời. Là phải ôm chặt pháp đồ, ăn đúng, ngủ đúng, ngủ đúng. Rồi giờ giấc phải ngủ nghỉ ngơi, quan trọng đó là không có vọng tưởng ăn cái món gì bên ngoài nữa hết, thầy cho ăn cũng nhiều thứ rồi thì mình ráng biết tâm, coi như là cái bệnh mình là cái từ cõi chết mình trở về. Sự thật mà thưa với quý thầy ở đây, con rất là mừng, rất là mừng, coi như con từ cõi chết con trở về, con nghĩ là ở đây là cùng đường rồi, không còn ở đường nào để mà đi được hết, đi tới đây coi như hóa thác cho cha cho chúa, coi như là sống thì ở đây để mà uống thuốc ôm chặt pháp đồ, mà để mà xong khi mà kết luận là mình được hết bệnh, bác sĩ cho biết mình hết bệnh, thầy cũng kết luận giống như bác sĩ thì cái đó là mình được về với gia đình, chứ còn đừng có nghĩ là đứng ở đây uống thuốc ở đây mà giống như là đứng núi này mà trông núi nọ thì đừng nên như vậy, đừng hoang mang mà phải đặt lòng tin, cái gì cũng không do cái lòng tin mình, cha chúa cha đã ban cho mình rồi, quý thầy đã tận tình chăm sóc thì mình phải cố gắng, mình phải vươn lên, mình phải ôm chặt cái pháp đồ này để mình vượt qua cái biển khổ. Cái bệnh ung thư này là cái bệnh tử rồi, coi như án tử mình đã treo rồi, Dinh Dương treo lủng lẳng rồi, mà cha chúa cha với thầy nối lợi cho mình
Như vậy là mình vững lòng, hãy vững lòng tin là mình ôm chặt pháp đồ, mình đi đúng đường hướng của cha đã dạy thì mình sẽ hết ngay. Thưa thầy, tôi là Phạm Ngọc Sơn, đến từ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ninh Bình luôn hả? Vâng ạ. À, dạ. Em có thể cho biết đầu tiên mình cái triệu chứng mình như thế nào, rồi trị đi vào bệnh viện nào, và ở đó các bác sĩ kết luận ra sao và trị như thế nào? Bắt đầu triệu chứng thì đầu tiên là ho, xong rồi tức ngực, xong rồi đi khám thì từ địa phương họ cũng đã bảo là bị ung phổi, đến khi ra đến trung ương thì họ bảo là bị ung thư phổi, bệnh viện ca trung ương. Cách trị, cách tư vấn của bệnh viện á? Tư vấn bệnh viện thì truyền hóa chất ạ, truyền hóa chất truyền cho được tổng thể là hơn 20 lần. 20 lần rồi? Hơn 20 lần. À. Rồi cái kết quả sau khi mà tiêm truyền hóa chất? Bắt đầu khám bệnh thì là cái u của con là nó 6 phần rưỡi, mà truyền hóa chất được khoảng 5-6 lần thì nó xuống còn 3 phần 3. Hiện tại cách đây 4 tháng không khám lại nữa nhưng mà nó ăn lên 3 phần 9. Biết nguyên nhân sẵn lên không? Còn cũng cái thời điểm ấy khả năng là mình khả năng cũng là do ăn uống thôi. Rồi làm sao bệnh nhân biết mà tới đây? Con xem các cái bản tin trên truyền hình chỗ cha Tường từ thời cha còn sống cơ. Thế thì con đã định đi từ thời điểm cha chưa mất, nhưng mà đang chuẩn bị đi thì cha mất, cái tự nhiên là ở nhà nghĩ bảo thôi chết rồi, cha mất rồi buồn quá này, không có ai chữa thì vậy, xong rồi là ở nhà lại tiếp tục truyền hóa chất. Thì đợt vừa rồi chú Tuyến chú ấy cũng cùng quê mà, chú ấy đi thì chú bảo là mà anh có đi thì vào trong này mình chữa. Vậy mà vậy anh cũng đang định vào đây, vậy là bảo thôi test nhất xong rồi đi đấy. Mà đợi tới giờ mới tới đây. Vâng. Rồi nói chung là trước khi mà anh bị bệnh á, anh làm cái nghề gì? Nhà con thì chỉ có làm ruộng thôi chứ chả làm cái gì. Làm ruộng nói chung là chúng con thì chỉ lao động phổ thông bình thường thôi. Thu nhập ổn không? Không ạ, thu nhập chúng con thì dân nông thôn đấy thì cũng nói chung là cũng ăn uống bình thường vậy thôi, chứ còn cũng không điều kiện thì nó cũng không dư giả như thế này. Rồi cho hỏi thiệt cái nghe, tức là lúc mà mắc bệnh á, nói chung là kinh phí ở đâu mình lo liệu để trị bệnh? Thì cũng thưa thầy là thì cái kinh phí thì một là đi viện thì chúng con là có bảo hiểm quân đội thì cũng không tiền nong, kinh phí thì nó cũng không hết nhiều, cộng với lại hết bao nhiêu thì cái thứ nhất là mình thì cũng tiết kiệm bao năm nay rồi, con cái mỗi cháu nó cũng giúp bố mẹ, khi bố mẹ đi viện thì nó cũng ủng hộ, nó cũng bảo thôi bố mẹ cứ đi, rồi là mỗi lần đi ví dụ vậy là các cháu nó cũng lo. Thực chất ra thì chúng con là có cái bảo hiểm quân đội thì đi viện thì hầu như nói ở viện là không mất tiền rồi, còn có mỗi những cái chi phí ngoài thôi. Vâng, thì chúng con cũng thưa thầy là vì tin tưởng mới đi, chứ nếu không tin tưởng thì gần 2.000 cây số thì chúng con nói thật là đang là chuyển hóa chất, mà con nghĩ nó chán quá bảo thôi thì nghe tin ở trong này, mà không phải bây giờ mới nghe thấy mà nghe lâu rồi, cộng với lại cũng xem các cái bản tin của các thầy đưa lên đấy. Rồi chúng con thì cũng đặt niềm tin vào đây rất là nhiều, mà đặt niềm tin hy vọng ở đây là chúng con mới đi, chứ bây giờ nó thật sự là đường xa nó xa, mà như con từ bé đến giờ chưa vào đây bao giờ. Ngày hôm qua chúng con vào đứng đây nó cực kỳ là vất vả, chứ không phải là nó dễ, bởi vì nó lại không tiện đường đấy. Cho nên là chúng con thì cũng báo cáo với thầy là cũng đặt tất cả niềm tin vào nơi khám chữa bệnh của cha Tường và các thầy. Chúng con
ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.